Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Hot, nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây, chúng ta cùng điểm qua những tin chính nóng hổi nhất có trong ngày. Vâng, thưa quý vị, chiến thắng thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Đức tiếp tục là cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam thử nghiệm các vị trí. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đưa Trần Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Mỹ Anh vào sân từ những phút đầu tiên và có thêm 9 sự thay đổi khác trong trận đấu. Trước một đội bóng có thể hình cao lớn, tuyển nữ Việt Nam sử dụng kỹ thuật khéo léo, chủ động kiểm soát bóng và phối hợp triển khai tấn công. Các tình huống tấn công hai biên liên tục được tạo ra và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10. Từ một pha phối hợp bên cánh trái, Huỳnh Như chuyền bóng cho Mỹ Anh đi bóng tốc độ và Hải Yến nhận bóng cuối cùng để sút xa ghi bàn thắng giúp Việt Nam dẫn trước 1-0. Ở những phút còn lại, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục tạo ra các cơ hội nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc ở những bước cuối cùng. Trong 45 phút đầu tiên, ông Trung đã đưa Thanh Nhã vào sân thay Thu Thảo ở phút 36. Sang đến hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có 8 sự thay đổi người. Khổng Thị Hằng vào thay Kim Thanh, Thùy Trang thay Dương Thị Vân, Ngân Thị Vạn Sự thay Tuyết Dung, Nguyễn Thị Thúy Hằng thay Hải Yến, Nguyễn Thị Hoa thay Huỳnh Như, Trúc Hương thay Bích Thùy và Trần Thị Thu thay Lương Thị Thu Thường. Đáng chú ý, ở phút thứ 76, huấn luyện viên Mai Đức Trung quyết định đưa Trương Thị Kiều vào thay vị trí của Trần Thị Thúy Nga. Trước đó tại SEA Games 32, ban huấn luyện đã quyết định không đăng ký thi đấu để đảm bảo sự phục hồi tốt nhất cho cầu thủ này. Trong suốt thời gian còn lại, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tấn công để thử nghiệm đội hình. Đến những phút cuối trận, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có thêm một bàn thắng của Thúy Hằng. Từ pha chọc khe của Vạn Sự, Thúy Hằng băng xuống, dứt điểm ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam sẽ sớm di chuyển đến Ba Lan và có trận đấu với đội tuyển U23 nữ của nước này vào ngày 19 tháng 6. Đến ngày 24 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầy chất lượng trước tuyển nữ Đức để chuẩn bị cho hành trình tham dự World Cup nữ năm 2023. Vâng, thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đã có được chiến thắng sát nút 1-0 trước đội tuyển Hồng Kông ở trận giao hữu đầu tiên trong dịp FIFA Days tháng 6. Ngay trong hiệp 1, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nhanh chóng áp đảo đến khung thành thủ môn đối phương. Tuy nhiên, Quang Hải và các đồng đội chưa thể tiếp cận vào hẳn bên trong phía khung thành đội bạn. Thế trận được khai thông ở phút thứ 32, đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả phạt đền sau khi Helio có tình huống phạm lỗi với Quang Hải. Không bỏ lỡ cơ hội, Quế Ngọc Hải dứt điểm chính xác để giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, sau khi có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam không thể tìm kiếm thêm bàn thắng nâng tỷ số. Hồng Kông cũng cho thấy họ là đội bóng không mấy dễ chịu với nhiều tình huống nguy hiểm đến khung thành của Văn Lâm. Sang đến hiệp 2, các cầu thủ hai bên nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng đều không thành công. Đáng chú ý, ở những phút gần cuối, Xuân Mạnh đã tung ra cú sút táo bạo nhưng không thành công. Kết quả, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước đối thủ. Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều cổ động viên Đông Nam Á đã để lại bình luận về kết quả của trận đấu. Theo đó, người hâm mộ cho rằng đội tuyển Việt Nam thi đấu không tốt ở trận đấu giao hữu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Philip Chuzu. Trên trang chủ của Asian Football, Rudy Risky Adam viết: "Kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo đi, đội tuyển Việt Nam đã không còn chất lượng như diều mất gió. Thật tội nghiệp Việt Nam, trận thắng hôm nay các bạn may mắn hơn Hồng Kông thôi." Cổ động viên Andrian Paveli để lại bình luận: "Việt Nam và Malaysia cũng chỉ giống Hồng Kông mà thôi. Việt Nam đã như vậy thì còn giấc mơ World Cup vẫn chỉ là giấc mơ thôi. Cố lên các bạn cùng khu vực." Cổ động viên Diaz Guan Banten nhận xét: "Không còn là đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo nữa. Rất chán, thi đấu rệu rã và không sắc bén. Tôi chắc chắn rằng tại Asian Cup, Việt Nam sẽ dễ dàng bị đánh bại." Trong khi đó, tại buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên John Anderson của Hồng Kông rất tức giận và cho rằng trọng tài đã bắt không đúng trong tình huống phạm lỗi trong vòng cấm địa ở phút 32 của hiệp 1, đồng thời chê các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đá thiếu fair play. "Tôi thất vọng vì bàn thua có lỗi rất lớn từ trọng tài. Đá bóng là phải có tinh thần fair play. Chúng tôi kèm và ke người rất hợp lệ và không có pha đẩy người hay động tác giả nào cả. Thật nực cười khi cầu thủ số 19 ngã lăn ra sân. Tôi rất bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cảm thấy tức giận với quyết định này. Theo tôi, tác động của cầu thủ Hồng Kông là không đủ để dẫn đến quyết định thổi phạt đền. Trọng tài đã mắc sai lầm trong tình huống này. Dù sao thì tôi cũng hài lòng với màn trình diễn của toàn đội trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã chứng minh rằng Hồng Kông ngày càng thu hẹp khoảng cách về trình độ với các đội tuyển hàng đầu châu Á. Dù sao đây cũng là trận giao hữu, xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Philip Chuzu." 1-0 là kết quả đủ để tạm hài lòng những người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Nhưng chiến thắng này chưa thực sự đã. Trong hiệp 1, Hồng Kông mới là đội có cơ hội rõ ràng hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh có 2 lần xử lý rất vụng
tạo ra một tình huống đối mặt của Matthew Orr và một số lần tiền đạo này sút trúng xà ngang. Hàng thủ cũng chưa phát huy được lối chơi phát triển bóng từ tuyến dưới như được mong chờ. Văn Lâm chơi chân còn khá lóng ngóng và nhiều lần đặt đồng đội vào thế khó. Huấn luyện viên Chozer khi thay Phan Tuấn Tài vào chơi trung vệ lệch trái thì mới cho thấy sự ổn định hơn. Đội tuyển Việt Nam tấn công khá nhiều bên hai hành lang cánh, nhưng cả Văn Hậu, Văn Khang, Tiến Anh, Tấn Tài đều chỉ chơi ở mức tròn vai. Khá đáng lo là Văn Hậu và Tấn Tài dường như chưa có sự chuẩn bị tốt về thể lực nên đều phải rời sân khi có chấn thương cơ. Quang Hải sau thời gian dài không được ra sân cho thấy sự năng nổ của mình, khả năng lùi sâu, kiến thiết bóng từ tuyến dưới, kết nối hàng tiền vệ và hàng công vẫn cho thấy chất lượng khá tốt. Nhưng đôi lúc những pha xử lý cuối cùng chưa được sắc nét, một vài tình huống bỏ bóng hay phối hợp vẫn chưa bắt được nhịp của đồng đội. Trong thế trận mà Hồng Kông chủ động chơi lùi thấp, hai tuyến tiền vệ và hậu vệ chơi sát nhau, bó hẹp khoảng không gian chơi bóng của đội tuyển Việt Nam ở trung lộ. Vì thế Văn Tùng không thể hiện được quá nhiều. Đôi lúc những tình huống đỡ bước một của tiền đạo này là chưa tốt để làm chạm trung chuyển bóng cho các đồng đội. Trong thế trận mà Hồng Kông chủ động chơi lùi thấp, hai tuyến tiền vệ và hậu vệ chơi sát nhau, bó hẹp khoảng không gian chơi bóng của đội tuyển Việt Nam ở trung lộ. Vì thế Văn Tùng không thể hiện được quá nhiều. Đôi lúc những tình huống đỡ bước một của tiền đạo này là chưa tốt để làm chạm trung chuyển bóng cho các đồng đội. Sự thay thế cho Văn Tùng là Đinh Thanh Bình cũng không cho thấy tính hiệu quả. Tuấn Hải chơi bên cánh trái dù xông xáo nhưng sự đột biến xuyên phá là chưa có. Sức công phá ở phía trên là khá ít. Bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đến có phần may mắn do pha phạm lỗi của hậu vệ bên phía đội tuyển Hồng Kông. Hàng tiền vệ được đánh giá là chơi tốt nhất ở trận này. Trong hiệp 1, Tuấn Anh, Hoàng Đức vẫn có sự kết hợp nhuần nhuyễn và luân chuyển bóng tốt. Kết hợp với một Quang Hải khéo léo chơi lùi sau khiến tuyển Việt Nam tạo ra sự áp đảo ở khu trung tuyến. Sang hiệp 2, Hải Huy và Xuân Mạnh được trao cơ hội và cả hai đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí nếu may mắn hơn, Xuân Mạnh đã có thể ghi được một siêu phẩm từ cú sút xa trái phá ngoài vòng cấm. Không quá hay hơn đối thủ nhưng có được chiến thắng vẫn là điều quan trọng nhất. Những điều chưa làm tốt ở trận này chắc chắn sẽ được huấn luyện viên Chozer nghiên cứu và khắc phục để chuẩn bị đối đầu với một đối thủ mạnh hơn là đội tuyển Syria. Phát biểu sau trận đấu, đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ. Lời đầu tiên, Hải muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các cổ động viên đã có mặt tại Lạch Tray Hải Phòng ngày hôm nay. Các cổ động viên đã tiếp lửa và cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam. Còn về trận đấu đầu tiên dưới triều đại của huấn luyện viên Philip Chozer, thì Hải nghĩ ở trận đấu này toàn đội đã rất cố gắng, dù cũng khá lâu rồi mọi người mới trở lại tập trung cùng nhau. Sau trận này, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu thứ hai với đội tuyển Syria vào ngày 20 tháng 6. Đánh giá về trận đấu sắp tới, Quế Ngọc Hải chia sẻ. Hải nghĩ là sau đây ban huấn luyện sẽ có những phân tích, đánh giá về trận đấu ngày hôm nay để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Syria sau đây 5 ngày nữa. Toàn đội bây giờ sẽ nghỉ ngơi, cố gắng nỗ lực cải thiện nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp tới. Hy vọng mọi người sẽ thi đấu thật tốt và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nói thêm về giáo án của huấn luyện viên mới, Hải Quế tiết lộ. Thực sự mỗi huấn luyện viên sẽ có một triết lý và phong cách huấn luyện khác nhau. Tất cả đều là những cầu thủ chuyên nghiệp nên mọi người sẽ phải thích nghi, làm quen với giáo án, chiến thuật mà huấn luyện viên đã đề ra. Chắc chắn là các cầu thủ sẽ dần dần thích nghi và chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại ở dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin kế tiếp.